Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trên kênh BTB của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 7 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Phú Yên phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng công an cơ sở xung kích trên tuyến đầu chống dịch. Nhiều cách làm thiết thực ý nghĩa thể hiện tình cảm, sự sẻ chia trong cộng đồng cùng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Vào tối ngày 1 tháng 7, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về các biện pháp hỗ trợ Phú Yên phòng chống dịch COVID-19. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Tiền phương phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cùng lãnh đạo Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Buổi làm việc được trực tuyến tới Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng liên tục tăng, công tác truy vết, khoanh vùng, phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành khẩn trương. Hiện tại tỉnh đã có 4 máy xét nghiệm có khả năng xét nghiệm đạt trên 5.000 mẫu một ngày. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay của tỉnh là nhân lực lấy mẫu, xét nghiệm còn hạn chế. Tỉnh chưa có kinh nghiệm xử lý dịch bệnh COVID-19 nên còn lúng túng. Trong khi đó, các trường hợp F0 có lịch trình di chuyển rất phức tạp. Nhiều trường hợp liên quan đến chợ truyền thống, đám tiệc, sinh nhật nhưng không nhớ rõ lịch trình di chuyển, dẫn đến công tác truy vết xác định các trường hợp F1, F2 gặp nhiều khó khăn. Hiện nay là cái chính là nhân lực. Cái chính nhân lực để xử lý vấn đề. Thì rất mong các anh cũng tạo điều kiện để vừa làm, vừa vận hành, vừa hỗ trợ nhân lực vận hành, đặc biệt là khâu lấy mẫu với lại xét nghiệm, nhưng mà vừa đào tạo giúp cho lực lượng Phú Yên để xét nghiệm mẫu. Qua nắm bắt tình hình công tác phòng chống dịch tại Phú Yên, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 phân tích đặc điểm tình hình dịch bệnh tại địa phương, chia sẻ kinh nghiệm và các phương án phòng chống dịch cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã triển khai dập dịch thành công tại các địa bàn Tây Nguyên và Đà Nẵng thời gian qua. Đồng thời cho biết trong đợt này, trước mắt, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đưa vào hỗ trợ tỉnh xe khử khuẩn, 2 máy xét nghiệm X-quang kỹ thuật số di động, 1 máy xét nghiệm PCR và 2 máy ly tâm, 4 tổ lấy mẫu, 1 tổ xét nghiệm có chứng chỉ, 90 kg chloramin 70% và 33 bác sĩ cán bộ chuyên nghiệp từ Sư đoàn Bộ binh 2, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Cục Hậu cần. Đây là toàn những thành viên đã từng tham gia dập dịch của Gia Lai này, của Đà Nẵng này, của Quảng Nam. Toàn là mấy anh em này là cũng đã chinh chiến nhiều rồi, cho nên có kinh nghiệm. Vì cái lực lượng này là tôi sẽ để lại đây, có phòng quân y, có phòng dịch quân khu sẽ ở lại để tham mưu cho Bộ Chỉ huy trong công tác tham mưu về phòng chống dịch cho bộ ban chỉ đạo phòng dịch của tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã thống nhất ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh các phương án triển khai nhân vật lực, đồng thời chỉ đạo đội ngũ bác sĩ cán bộ Quân khu 5 triển khai ngay trong đêm các nội dung lắp thiết bị xét nghiệm, tiến hành hỗ trợ các đơn vị của tỉnh lấy mẫu xét nghiệm. Các lực lượng phương tiện phun khử khuẩn cũng được tiến hành triển khai ngay trong sáng ngày 2 tháng 7. Mục tiêu ưu tiên chính là tập trung thần tốc quyết liệt, hỗ trợ tích cực để Phú Yên sớm ngăn chặn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay. Sáng qua, tỉnh Khánh Hòa đã cử 30 cán bộ bác sĩ, sinh viên ngành y chi viện cho tỉnh Phú Yên phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đoàn do ông Tôn Thức Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hòa làm trưởng đoàn, cùng các bác sĩ thuộc CDC Khánh Hòa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Tham dự lễ đón tiếp đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cùng lãnh đạo Sở Y tế. Đoàn gồm các y bác sĩ là chuyên gia trong công tác điều tra, phân tích dịch tễ và các sinh viên có kỹ năng nghiệp vụ sẽ hỗ trợ tỉnh Phú Yên thực hiện công tác lấy mẫu phòng chống dịch bệnh tại huyện Sơn Hòa và huyện Sông Hinh, thực hiện chuyên môn tại 2 bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Cùng với việc hỗ trợ về nhân lực, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng hỗ trợ tỉnh Phú Yên 22.000 khẩu trang, 2.000 bộ trang phục phòng hộ cá nhân, 2.000 chai sát khuẩn tay, 700 kg chloramin B với trị giá hơn 425 triệu đồng.
Phát biểu tại buổi đón tiếp đoàn công tác ngành y tế tỉnh Phú Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Đào Mỹ trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tỉnh Khánh Hòa và ngành y tế tỉnh bạn. Đồng chí khẳng định sự chi viện nhân lực vật lực của Khánh Hòa cho Phú Yên trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay là hết sức cần thiết và kịp thời, giúp Phú Yên thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh và thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Thưa quý vị, bắt đầu từ sáng ngày hôm qua ngày 2 tháng 7, nhân lực và vật lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên đã được bổ sung tăng lên đáng kể khi lực lượng của quân khu 5 cùng với ngành y tế Khánh Hòa đã có mặt tại Phú Yên. Khi vừa đến nơi, các đơn vị ngay lập tức cùng với lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh tham gia vào các công việc để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, xét nghiệm, sàng lọc các ca mắc và nguy mắc trong cộng đồng, cũng như điều trị cho các ca dương tính, bảo đảm dịch không lan rộng. Ngay sau khi có mặt ở Phú Yên, vào sáng ngày 2 tháng 7, xe khử khuẩn của quân khu 5 đã tiến hành tiêu độc khử trùng trên các con đường ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. Xã vừa được lệnh giãn cách theo chỉ thị số 16 hôm ngày 1 tháng 7. Khi ở đây có nhiều ca mắc COVID-19, cũng như một số huyện khác bị giãn cách vì có ca F0. Nhóm bác sĩ cán bộ của quân khu 5 cùng với các thiết bị mang theo và lực lượng y tế địa phương đã có mặt ở các khu dân cư đang bị giãn cách để lấy mẫu cho người dân trên tinh thần khẩn trương. Thì làng chúng tôi là nó cũng có một ca dương tính. Thì hôm nay thì nói chung là tình hình của mọi người thì cũng không hoang mang gì lắm. Có được sự hỗ trợ của nhà nước, bộ đội. Thì bà con chúng tôi thì vẫn bình tĩnh. Giờ đang chuẩn bị đi lấy mẫu xét nghiệm. Trong những ngày qua, các ca dương tính COVID-19 trên địa bàn tỉnh liên tục tăng. Do vậy, để kiểm soát dịch bệnh, đòi hỏi tiến độ lấy mẫu xét nghiệm nhanh và truy vết trên diện rộng. Việc có thêm lực lượng từ quân khu 5 và Sở Y tế Khánh Hòa hỗ trợ, Phú Yên được bổ sung thêm 65 cán bộ, bác sĩ cùng với các trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm. Thì Bộ Tư lệnh quân khu 5 tăng cường giúp cho Sở Y tế Phú Yên về thực hiện công tác lấy mẫu cũng như là công tác xét nghiệm PCR. Chúng tôi là cũng đã từng giúp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, địa bàn Gia Lai khi có dịch xảy ra. Về đây thì chúng tôi sẽ thuận lợi hơn. Ta cũng hy vọng rằng sẽ không chế được cái F0 là cái nguồn lây cơ bản. Sau đó và nắm chắc cái F1 và tầm soát trên bằng cái xét nghiệm nhanh để mà sàng lọc từ cộng đồng cũng như là khu dân cư cũng như là tại cách ly. Từ đó chúng ta sẽ phân loại và sẽ khống chế được dịch bệnh. Nhân lực hỗ trợ từ các đơn vị sẽ giúp khả năng phòng chống dịch của tỉnh tăng lên. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng khuyến cáo người dân chủ động ghi lại lịch trình di chuyển và tiếp xúc với người khác hàng ngày, đồng thời rà soát và ghi lại lịch trình di chuyển tiếp xúc với người khác trong thời gian 7 ngày qua để phục vụ cho công tác truy vết của cơ quan chức năng, phục vụ công tác phòng chống dịch khi cần thiết. Với phương châm chống dịch như chống giặc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị lan tỏa rộng rãi thông điệp, mỗi người dân Phú Yên hãy là một chiến sĩ tham gia tích cực trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ 17 giờ ngày 2 tháng 7 năm 2021 đến 8 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2021 như sau. Toàn tỉnh phát hiện 50 ca nhiễm SARS-CoV-2, lũy kế 247 ca, trong đó thành phố Tuy Hòa 29 ca, lũy kế 164 ca, huyện Sơn Hòa 3, lũy kế 41 ca, thị xã Đông Hòa 1, lũy kế 8 ca, huyện Tuy An 15, lũy kế 17 ca, huyện Sông Hinh 2, lũy kế 12 ca, huyện Tây Hòa 0, lũy kế 1 ca và huyện Phú Hòa 0, lũy kế 4 ca. Trong 50 ca nhiễm mới có 12 ca F1, F2 nghi nhiễm đang điều trị tại bệnh viện, 23 ca đang cách ly tập trung, 1 ca đang cách ly tại nhà, 14 ca tại cộng đồng đang điều tra dịch tễ. Ngành y tế đang tiếp tục truy vết khoanh vùng điều tra dịch tễ, tiến hành cách ly các đối tượng theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý ổ dịch theo quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Phú Yên đề nghị các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh bình tĩnh yên tâm nhưng không chủ quan lơ là, tiếp tục đoàn kết chung sức đồng lòng, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn của chính quyền. Các cấp ngành địa phương cần phải phối hợp để siết chặt các điểm phong tỏa, tiếp tục rà soát lại các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng để kịp thời ngăn chặn. Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế Phú Yên 096 339 1414, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Phú Yên 083 429 1679. Thông báo khẩn số 23, tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ. Tiếp theo các thông báo khẩn từ ngày 23 tháng 6 năm 2021 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, thông báo khẩn số 22 ngày 2 tháng 7 năm 2021, Sở Y tế Phú Yên thông báo
người từng có mặt tại địa điểm 1. Chợ thị trấn Cụm Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên khoảng 10 giờ đến 11 giờ ngày 29 tháng 6 năm 2021. 2. Cửa hàng Viettel Sơn Hòa, địa chỉ khu phố Trung Hòa, thị trấn Cụm Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. 3. Nhà nghỉ Thành Đô, địa chỉ đường Trần Phú, thị trấn Cụm Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, buổi tối các ngày từ 23 tháng 6 đến 29 tháng 6 năm 2021. 4. Quán A Hùng, địa chỉ khu phố Trung Hòa, thị trấn Cụm Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, khoảng 11 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2021. 5. Tạp hóa Hợp Tình, địa chỉ khu phố Trung Hòa, thị trấn Cụm Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, khoảng 10 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2021. 6. Tìm điện thoại Như Toàn, bên cạnh điện máy xanh, địa chỉ khu phố Trung Hòa, thị trấn Cụm Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, khoảng 11 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2021. 7. Quán bánh canh Chả Ram hẻm gần bến sông, địa chỉ khu phố Trung Hòa, thị trấn Cụm Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, khoảng 18 giờ đến 18 giờ 45 phút ngày 24 tháng 6 năm 2021. 8. Tạp hóa Quý Vân, địa chỉ khu phố Trung Hòa, thị trấn Cụm Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, khoảng 16 giờ đến 17 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2021. 9. Quán Hiệp Hòa, địa chỉ khu phố Tây Hòa, thị trấn Cụm Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, khoảng 18 giờ 30 phút đến 19 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2021. 10. Nhà máy xay lúa Bà Hằng, địa chỉ thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, ngày 26 tháng 6 và 27 tháng 6 năm 2021. 11. Điện lực Sơn Hòa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, khoảng 7 giờ đến 8 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2021. 12. Công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên chi nhánh Sơn Hòa, địa chỉ huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, khoảng 7 giờ đến 8 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2021. 13. Khu vực bến xe đường Nguyễn Trãi, địa chỉ phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tối ngày 24 tháng 6 năm 2021. 14. Ủy ban nhân dân phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, ngày 28 tháng 6 và 29 tháng 6 năm 2021. 15. Ủy ban nhân dân xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2021. 16. Đám giỗ nhà ông Tám Cường, địa chỉ thôn Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2021. 17. Quán cà phê Sân Vườn, địa chỉ đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, từ 18 giờ đến 19 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2021. 18. Quán bánh canh gần trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, địa chỉ đường Hoàng Diệu, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, vào buổi sáng ngày 28 tháng 6 năm 2021. 19. Quán bánh cuốn Nhật Hoàng, địa chỉ đường Trần Bình Trọng, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, khoảng 18 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2021. 20. Quán phở Tài Dậu, địa chỉ đường Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, lúc 18 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2021. 21. Quán bánh bèo, đối diện trường Lê Lợi, địa chỉ đường Lê Lợi, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, lúc 6 giờ 15 phút. 22. Quán bánh chưng đối diện khách sạn Kaya, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, lúc 6 giờ 30 phút. 23. Cảng cá Phú Lạc, địa chỉ thôn Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, từ ngày 18 tháng 6 năm 2021 đến ngày 28 tháng 6 năm 2021. Yêu cầu liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú theo danh sách đính kèm để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Phú Yên số 096 339 1414 hoặc 083 429 1679 để được hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19. Khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, cần gọi đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, không được tự ý mua thuốc để điều trị. Sáng qua, Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa có quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 tại điểm dân cư đội 3 thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, gồm có 221 hộ dân với 800 nhân khẩu trong vòng 15 ngày kể từ 12 giờ ngày 2 tháng 7, theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội tại điểm dân cư đội 3 thôn Phước Mỹ theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, đồng thời thiết lập khu vực phong tỏa tại khu vực có trường hợp F0 theo phương châm 4 tại chỗ. Thời gian cách ly tối thiểu 15 ngày tùy theo diễn biến tình hình dịch, thời gian cách ly có thể kéo dài. Theo Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa, trong ngày 1 tháng 7 trên địa bàn huyện có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trường hợp này có yếu tố dịch tễ, lịch sử đi lại phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong thời gian đến là rất cao. Vì vậy, mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo quy định của Bộ Y tế. Còn tại huyện Sông Hinh, cũng trong sáng hôm qua, Ủy ban nhân dân huyện này đã có quyết định phong tỏa thêm một khu dân cư tại Buôn Bầu, xã Ê Trôn, sau khi phát hiện có ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu vực này.
khu dân cư phong tỏa từ Ủy ban Nhân dân xã đến ngã ba Buôn Bầu, Buôn Thinh. Tại đây có 84 hộ dân với 447 khẩu, chủ yếu là người dân tộc Ede. Ủy ban Nhân dân xã Etron đã lập 3 chốt đầu đường dẫn vào khu dân cư. Như vậy, đến nay, trên địa bàn huyện Sông Hinh có 4 khu dân cư thực hiện giãn cách xã hội, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tạm thời sẽ điều chỉnh chức năng nhiệm vụ một số đơn vị khám, chữa bệnh để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Cụ thể, tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa từ ngày 1 tháng 7 để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19 đến khi có thông báo mới. Chuyển toàn bộ bệnh nhân đang khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố về khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền, địa chỉ 399 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa. Người dân có thể đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa, Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh có nhu cầu khám chữa bệnh liên hệ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Phú Yên. Đây là bệnh viện đã chuyển hoạt động chuyên môn sang khám chữa bệnh đa khoa bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Kính thưa quý vị, trước nguy cơ thiếu nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân ở thôn Tân Hòa, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, nơi đang thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An đã thực hiện phương án cung cấp nguồn nước sinh hoạt cấp bách cho người dân ở đây. Thôn Tân Hòa có 540 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu, do nằm trong khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng xâm nhập mặn và điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trong thời gian qua, nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân ở đây đang ở mức cao. Để chủ động bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An đã hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Phú Yên vận chuyển nguồn nước sạch từ thành phố Tuy Hòa đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 Tân Hòa. Sau đó, địa phương sử dụng phương tiện khác trung chuyển nguồn nước đến cung cấp cho người dân ở trong thôn Tân Hòa để sử dụng sinh hoạt. Lãnh đạo huyện Tuy An cho biết, trong thời gian tới, ngoài việc duy trì cung cấp nước sinh hoạt theo định kỳ mỗi tuần 3 ngày, địa phương tiếp tục đẩy mạnh vận động thực hiện công tác xã hội hóa nhằm góp phần bảo đảm điều kiện vật chất và tinh thần cho người dân ở đây, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống trong khu phong tỏa và thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Kính thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang xâm nhập mạnh vào một số điểm chợ truyền thống tại thành phố Tuy Hòa khi mà những ngày qua, các địa phương này liên tiếp phát hiện các ca lây nhiễm từ chợ. Cùng với quyết tâm tạm dừng 6/11 chợ truyền thống trên địa bàn để tổ chức lấy mẫu phun khử khuẩn môi trường, chặn đà lây lan của dịch COVID-19, thành phố Tuy Hòa cũng đã chuẩn bị các phương án cung ứng đầy đủ thực phẩm, bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là các khu dân cư đang bị cách ly, phong tỏa. Từ ổ dịch tại chợ Màng Màng, xã Bình Kiến, nhiều trường hợp mắc COVID-19 có lịch sử di chuyển tiếp xúc phức tạp tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Tuy Hòa. Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng, thành phố đã yêu cầu tạm dừng hoạt động 6/11 chợ truyền thống để lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn môi trường, ngăn chặn đà lây lan dịch bệnh. Để bảo đảm lương thực thực phẩm thiết yếu sử dụng hàng ngày, mỗi gia đình cũng tính toán đến việc ăn uống tiết kiệm, đồng lòng cùng với chính quyền thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ăn uống thì nó cũng hạn chế bớt lại, rồi mong muốn cho dịch nó đi qua nhanh, đỡ bà con coi như ổn định lại cuộc sống. Để ngăn chặn các chợ cóc không bảo đảm an toàn phát sinh khi các chợ truyền thống phải đóng cửa và bảo đảm nguồn cung nhu yếu phẩm cho người dân, ngoài việc bố trí 10 chợ tạm bán hàng tươi sống, thịt, cá, rau củ quả, hệ thống các điểm bán lẻ hàng hóa thiết yếu, siêu thị Co-op Food, Vinmart trên địa bàn thành phố cũng phát huy hết công suất phục vụ nhu cầu thực phẩm của người dân. Lấy tiền, ví dụ bỏ tiền ở đấy với đồng bao nhiêu, số lượng bao nhiêu đấy rồi nói khách ra nhận thôi. Có nói phải giữ khoảng cách an toàn cho mọi người chứ cũng không đỡ lấy cộng đồng, giữ sức khỏe mình mà vừa cộng đồng nữa. Hiện nay cái hình thức mua bán đấy, chuyển sang hình thức trực tuyến là chủ yếu, tức là mua qua đăng ký qua mạng, qua điện thoại, qua app của các doanh nghiệp, đặc biệt là siêu thị chẳng hạn. Thì trên địa bàn thành phố thì cái nhu yếu phẩm cũng như là cái cung ứng hàng hóa cho người dân đến giờ phút này thì không có vấn đề gì, vẫn tạm ổn và phục vụ tốt cả trong những cái khu mà phong tỏa và cách ly. Đối với các khu vực dân cư bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19, các địa phương cũng đã thành lập tổ tình nguyện tiếp nhận tổng hợp nhu cầu cung ứng thực phẩm của người dân, liên hệ đến các cơ sở cung ứng để chuyển lương thực thực phẩm đến từng khu vực tập trung, phân phối đến từng hộ gia đình.
đồng thời khẩn trương truy vết lấy mẫu xét nghiệm, đặc biệt hoàn thành lấy mẫu sớm đối với tất cả các tiểu thương, khử khuẩn môi trường chợ để sớm đưa các chợ hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu, nhu yếu phẩm của người dân. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại các khu phong tỏa cách ly đang gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu lương thực thực phẩm. Bằng những cách làm thiết thực ý nghĩa, nhiều tấm lòng nhân ái trên địa bàn thành phố Tuy Hòa đang chung tay góp sức phòng chống dịch bệnh từ những điều nhỏ nhất, đó là giúp đỡ những bữa ăn miễn phí hay vận động hỗ trợ lương thực đến với bà con ở vùng phong tỏa. Gần một tuần nay, từ khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh bị phong tỏa vì có người nhiễm COVID-19, vợ chồng bà Huệ, chủ một nhà hàng ở Tuy Hòa cũng bắt đầu công việc ý nghĩa. Đó là cùng với các bạn trẻ thiện nguyện, nấu hơn 300 phần ăn sáng để cung cấp cho bệnh viện mỗi ngày. Công việc tuy vất vả, nhưng nghĩ đến bệnh nhân, y bác sĩ có những phần ăn sáng, bà Huệ cùng chồng và các bạn trẻ rất vui. Muốn mình cũng có một chút gì đó đóng góp, chia sẻ với những người bệnh. Thức dậy nấu từ 2-3 giờ sáng, đúng 6 giờ, chuyến xe chở hơn 300 phần ăn lại lăn bánh đều đặn, trong tình người ấm áp sẻ chia cùng nhau giữa mùa dịch phức tạp. Bà Huệ và các bạn trẻ dự định sẽ hợp sức cùng nhau làm mỗi ngày, đến khi bệnh viện hết phong tỏa, bà con có thể ra ngoài mua đồ ăn thì mới dừng lại. Dịch khó khăn cho nên mình cũng muốn tới đây phải góp công sức để cùng mọi người chung tay góp sức để nấu những phần ăn để gửi tới bệnh viện, để mong cho mọi người có một bữa ăn tình cảm và ấm áp để cùng mọi người chung tay góp sức để qua mùa dịch này. Không chỉ đồng hành cùng hoạt động cấp phát bữa ăn miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, một tuần nay, các bạn trẻ đến từ câu lạc bộ Đom Đóm Phú Yên đã kết nối các nhà hảo tâm ở thành phố Đà Lạt hỗ trợ đóng góp gần 10 tấn rau củ quả đưa về các khu cách ly, khu phong tỏa, tiếp thêm lương thực đến bà con đang cần. Cách ly nên là mọi người không vào được nên là tụi em rất là cần lực lượng để hỗ trợ. Nhưng mà vì vào đấy thì phải mặc đồ bảo hộ nên là tụi em rất là mệt và rất là khó khăn, nhưng mà nghĩ đến việc mang đồ ăn vào cho bà con trong khu phong tỏa để không có đồ ăn thì tụi em rất là vui, em rất là hạnh phúc vì điều đấy. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, dù phải mặc trên mình đồ bảo hộ y tế rất nóng, nhưng mỗi ngày, những bạn trẻ tình nguyện vẫn nỗ lực đưa thực phẩm đến bà con đang bị cách ly lúc bà con cần nhất. Từ thành phố đến những buôn làng xa xôi, nơi đâu cần, nơi đó có sức trẻ, cùng những tấm lòng thiện nguyện, tất cả đều mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Chỉ còn một tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra. Để bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, ngày hôm nay, tất cả thí sinh dự thi đợt 1 và cán bộ coi thi sẽ được xét nghiệm nhanh COVID-19. Theo đó, thí sinh lấy mẫu xét nghiệm tại điểm thi, thí sinh sẽ tham dự thi. Giáo viên làm công tác coi thi sẽ lấy mẫu tại địa phương nơi cư trú. Các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và ở vùng cách ly toàn xã hội thì sẽ thi đợt sau. Theo dự kiến ban đầu, toàn tỉnh Phú Yên có hơn 10.800 thí sinh đăng ký dự thi, bố trí theo 11 nhóm thi liên trường và chia thành 26 điểm thi với 463 phòng thi. Sở Giáo dục Đào tạo đã sắp xếp 118 phòng thi dự phòng, phân bố đều ở tất cả các điểm thi. Mỗi phòng thi bố trí tối đa cho 24 thí sinh, bảo đảm khoảng cách chỗ ngồi cho thí sinh. Tuy nhiên hiện nay nhiều khu vực đã bị phong tỏa, ngành giáo dục sẽ cân nhắc bố trí các điểm thi hợp lý, bảo đảm công tác phòng dịch, cũng như các em sẽ không phải di chuyển quá xa khi tham dự kỳ thi. Tiếp tục chương trình với một vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp đáng quan tâm. Kính thưa quý vị, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước. Đây là dịch bệnh nguy hiểm, có nguy cơ lây lan diện rộng cao, gây ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi. Do đó, tăng cường triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để kiểm soát phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò là yêu cầu hết sức cấp bách. Nhất là thời điểm hiện nay, bệnh đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh và thời tiết nắng nóng rất thuận lợi để lây lan dịch bệnh. Nhà nuôi 2 con bò, đây là tài sản lớn của gia đình bà Lê Thị Diệp ở thôn Tân Bình, xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân. Tuy nhiên, gần nửa tháng nay, một con bò phát bệnh với hiện tượng lạ, trên da nổi một số u cục. Theo bà Diệp, bò gia đình chỉ chăn thả ở cánh đồng gần nhà và thường cắt cỏ về cho ăn tại chuồng, nhưng không biết vì sao con bò này lại bị phát hiện hiện tượng lạ như vậy và trên da càng ngày nổi cục càng nhiều, bò bỏ ăn và gầy yếu nhanh từng ngày. Tự nhiên thấy nó hột não hột hột lên rồi bắt đầu cứ nghĩ là nó cái con gì là cắn thôi.
Rồi bữa sau thấy nó nhiều lên, cái bắt đầu cái nó học giờ đâu có bệnh thứ này đâu mà biết. Cái bắt đầu cái đỡ yên đó, kêu ông thú y đó. Ông chích thuốc hổm chưa? Ngay sau khi nắm thông tin báo cáo từ cán bộ thú y, Ủy ban nhân dân xã Xuân Sơn Bắc đã tổ chức kiểm tra tại các địa phương và những hộ dân có trâu bò bị mắc bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh. Đồng thời triển khai thực hiện thông báo tình hình đến các thôn lân cận, nghiêm túc triển khai khẩn trương thực hiện một số biện pháp chủ yếu nhằm kiểm soát phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò. Phối hợp với cán bộ thú y cấp trên lấy mẫu bệnh phẩm để gửi đi xét nghiệm, nghiêm cấm việc di chuyển trâu bò mắc bệnh ra khỏi vùng. Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, thì huyện xây dựng một cái kế hoạch phòng chống cái bệnh viêm da nổi cục này. Cái thứ hai là thành lập các cái đội liên ngành từ cấp xã lên cấp huyện. Cái thứ ba là cái quan trọng nhất là vận động bà con là đăng ký để mà tiêm phòng vaccine. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 168 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục. Tuy nhiên đối tượng làm gây lây nhiễm dịch bệnh là côn trùng nên rất khó khăn để ngăn chặn dịch bệnh. Hướng dẫn là khi mà coi như bò bị bệnh thì có thể là chích ngừa là trong vòng là bán kính 100 cây số. Do đó là bà con chúng ta phải chủ động là coi như giật ruồi muỗi là biện pháp là cái thứ nhất là về yếu tố là cơ học. Cái yếu tố thứ hai đó là chúng ta là phòng bằng vaccine. Mà nếu tiêm phòng trong vòng là được là 21 ngày thì bò chúng ta đã có miễn dịch thì chúng ta an tâm vấn đề là phòng chống bệnh này. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, trước tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục đang có chiều hướng xấu, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi. Ngành chăn nuôi tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các giải pháp để khống chế dịch bệnh lây lan, đồng thời yêu cầu các địa bàn đang có dịch bệnh viêm da nổi cục thực hiện công bố dịch đúng quy định, bố trí các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan kéo dài. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trên kênh BTB của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.